Ui, 8 giờ rồi. Ơ, ô kìa. Gì? Ô kìa, dậy. 8 giờ rồi, dậy. Ok. Ô kìa, dậy. Ô kìa, okimasu. Okimasu, dịch sang tiếng Việt là dậy. Okimasu là dậy. Dậy đi. Gì? Nên mát, nên ngủ. Nên mát, nên mát. Trong tiếng Nhật, ngủ là nên mát. Nên mát, nên mát, nên mát. Anh ơi, cái này hôm trước vừa mới nói rồi mà sao hôm nay vẫn chưa... Nên không được, không được. Thôi, hai ta ra kia làm việc. Hai ta ra kia làm việc. Ok. Làm việc trong tiếng Nhật là hatarakimasu. Hatarakimasu. Hai là ha ta ra hatarakimasu. Hai ta ra làm việc. Ok, hatarakimasu. Ok. Hai, mình sao? おやすみなさい。Vâng, thưa các bạn, những bài đầu chúng ta đã học おやすみなさい trong tiếng Nhật là gì ạ? Là chúc ngủ ngon đúng không ạ? Trong đấy thì nếu bỏ ô đi, nó sẽ có động từ là yasumimasu. Yasumimasu có nghĩa là nghỉ. Yasumimasu, nghỉ. Hai, minasan, watashi wa yasumimasu. Minasan, おやすみなさい。Này ông ơi, ông học tiếng Nhật đâu mà giỏi thế? Vừa mới sang nói cái gì ạ? Thế á? Tôi á? Tôi học tiếng Nhật ở bên kia. Bên kia là đâu? Bên kia là ở Việt Nam ấy. Việt Nam ạ? Ừ. Hay, trong tiếng Nhật, học là bên kia. Bên kia. Bên kia. Bên kia. À, học ở bên kia là bên kia. Hay. So desu. Ô này ông ơi. Sao mọi người đổ xô đi đâu mà đông thế? Ồ ạ, đi đâu ấy nhỉ? Ồ. À, hình như là thư viện hôm nay có sự kiện gì sao? Thế à? Ừ. Đổ xô đến thư viện à? Đổ xô đến thư viện. À. Thư viện trong tiếng Nhật là Toshokan. Toshokan. Đổ xô, Tosho. Đổ xô, Toshokan. Hay. Này, mày có hiểu này không? Không hiểu. Qua đi. Bây giờ ý mày là sao? Ý mày sao? Bây giờ trong tiếng Nhật sẽ là ima. Ima. Ima là ý mày đúng không? Hay. Ý mày sao? Được chưa? Bây giờ ý mày là sao? Ima. Ima. Ê này. Sao vậy? Mày ăn uống linh tinh thế nào đúng không? Thấy mày gầy thế. Bây giờ một ngày mày ăn những cái gì đấy? Sáng á? Ừ. Sáng, buổi sáng thì tao ăn rau dền. Sáng rau dền. Buổi chiều thì ăn ngô. Buổi chiều thì ăn ngô à? Ừ. Rau dền. Đấy, rau dền. Và ngô. Thế như nào? Buổi sáng trong tiếng Nhật là gì nhỉ? Buổi sáng là gozen. Gozen, nhé. Hay. Buổi chiều? Buổi chiều là gogo. Gogo. Gogo là ngô à? Gogo là ngô. Còn gozen là rau dền. Rau dền, đúng không ạ? Nào, lịch trình ngày hôm nay nào ấy? Lịch trình ngày hôm nay á, sáng thì uống bia acai. À, sáng bia acai. Ừ. Trưa? Trưa, trưa ăn ăn thịt vịt. Tối thì sao? Tối á, tối đang do dự, chưa biết ăn cái gì cả. À, ừ. Tối quyết định sau vậy nhá. Ok. Ừ. Buổi sáng trong tiếng Nhật là asa. Asahi đúng không? Asahi đúng rồi, uống bia Asahi. À, thế buổi trưa thì ăn thịt vịt à? Ừ, buổi trưa ăn thịt vịt. À, con vịt trong tiếng Nhật là Ahiru. Ahiru. Buổi trưa là Ahiru. Ừ. Yeah. Ahiru. Hiru. Ừ. Thế nào? Buổi trưa ăn thịt vịt. Buổi tối? Buổi tối thì do dự. Ừ. À. Buổi tối do dự chưa biết ăn cái gì. Ừ. Buổi tối là Yoru. Do dự.
Ê này, em trai mày dạo này làm gì ấy? Sao lại thế? Hôm kia tao mới gặp em trai mày đấy. Ok, em trai trong tiếng Nhật là gì nhỉ? Lúc mà dạy trường âm thì mình đã dạy rồi đúng không? Em trai là Ototo. Ok. Vậy thì ngày hôm kia, ông này ngày hôm kia gặp em trai tôi đúng không? Hay. Hôm kia nó là Ototoi. Ototoi. Hay. Ototoi đấy. Dễ nhớ đúng không các bạn? Em trai là Ototo. Còn hôm kia là Ototoi. Các bạn đã nhớ chưa? Ê. Ê, hôm nay sao kêu thế? Hôm nay kêu thế. Hôm nay trong tiếng Nhật là kêu. Kêu thế. Kêu. Ôi, sao nhiều tiền thế? Mai cho tao vay đi chơi với cả gái mất. Mai cho mày vay á? Ừ. Mai ăn ship tàu. Ăn ship tàu. Ăn ship tàu. Ok, mai trong tiếng Nhật là asita. Asita. Ăn ship tàu. Ăn ship tàu. Thấy không ạ? Sáng nay uống bia Asahi đúng không? Sáng nay uống bia Asahi rồi. Ngày kia uống bia Asahi tiếp nhá. Ok, trời luôn. Buổi sáng mình vừa dạy là gì nhỉ? Asa, đúng không? Asahi, Asa. Thế, Asatte. Hả? Ngày kia. Ngày kia. Vẫn có Asa, vẫn uống bia Asahi. Ok. Ê mày, sáng nay mày sao thế? Kệ xác đào. Sáng nay, mày vừa bảo sáng nay đúng không? Sáng nay. Sáng nay tiếng Nhật là gì? Sáng nay là kê xạ. À kê xạ, kê xạ là kệ xác tào. Ok. Kê xạ, kệ xác tào. Kê xạ, kệ xác, kê xạ. Sáng nay. Này ông ơi, qua ngủ không có gối, đau đầu quá. Đau cái cổ này. Không có gối à? À, có số bàn gối có lấy không? À, số bao nhiêu, số bao nhiêu? Đấy. Hay số, khi mà chúng ta muốn nói số phòng hay là số điện thoại ấy, thì trong tiếng Nhật sẽ là bango. Bango. Số điện thoại bàn gối đúng không? Bàn gối. Bango. Ok. Còn số đếm là gì nhỉ? Suji. Suji là số bình thường nhé. Suji. Vâng, bán gối, bango là số. Còn khi các bạn muốn hỏi là số bao nhiêu thì các bạn chỉ cần thêm nam vào đằng trước. Nam bang. Nam bang. Số bao nhiêu. Bango wa nam bang desu ka? Tiếp theo, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trợ từ trong tiếng Nhật. Đó là trợ từ tố. Tố nghĩa là gì nhỉ? Là và. Đơn giản thế thôi. Và. Trong ngày hôm nay sẽ là và nhé. Ok. Khi chúng ta ghép hai danh từ với cả nhau, danh từ 1 tố, danh từ 2. Ví dụ như nào? Ok, ví dụ như là gì nhỉ? Thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy trong tiếng Nhật là, các bạn đã học hôm trước rồi đúng không? Thứ bảy là doyobi. 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 Thế còn chủ nhật là nichiyobi. Nichiyobi. Ví dụ trong muốn nói một câu là ngày nghỉ của ngân hàng là thứ bảy và chủ nhật. Ginko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Thì bây giờ muốn nói là gì nhỉ? Thầy Dũng và thầy Nghĩa là giáo viên tiếng Nhật. Thầy Dũng và thầy Nghĩa đúng không? Và... thầy Dũng và thầy Nghĩa đúng không? Dũng sensei to Gia sensei wa Nihongo no sensei desu. Dũng sensei to Gia sensei. Được chưa? Ok. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta học mẫu theo bài 3 này ở đâu đúng không? Ví dụ chúng ta muốn hỏi là gì nhỉ? Cuốn sách và quyển tập của tôi ở đâu nhỉ? Cuốn sách và quyển tập ở đâu nhỉ? Hon to noto wa
Doko desu ka? Doko desu ka? Hôm trước okay. Anh hỏi cách nhớ doko là như thế nào ấy? Doko là doko. Doko, đúng không? Ok. Hon to noto wa doko desu ka? Đúng rồi. Ok, bây giờ mình và Nghĩa sẽ có một đoạn hội thoại nhỏ. Các bạn thử dịch nhá. Ok. Ok. Benkyo wa itsu desu ka? Hai. Kayoubi to mokuyoubi no yore desu. Thân thân desu, né? Mình hỏi là gì nhỉ? Khi nào thì học? Thì Nghĩa bảo là gì nhỉ? Tối thứ ba và tối thứ năm. Được chưa nào? Hay. Hay. Và tiếp theo, chúng ta sẽ học thêm một cái từ cảm thán. Thường nó đặt ở cuối câu trong tiếng Nhật. Đó là từ nê. Chắc chắn là các bạn sẽ nghe thấy rất là nhiều. Một câu nào đó và nê. Ví dụ như nào nhỉ? Việt Nam là nhỉ nhé đấy. Nhỉ nhé đúng không? Ví dụ. Bây giờ, các bạn hãy nghe cái ví dụ như này nhá. Hay. Ii desu ne. Ano sensei wa ii desu ne. Ii desu ne, ano sensei wa ii desu ne. Thầy giáo đó được đấy nhỉ. Ne ở cuối tức là nhỉ, đúng không? Đúng không? Thầy giáo đó được đấy nhỉ. Các bạn hiểu chưa? Ví dụ anh nghĩ anh đang nói là hôm nay phải đi làm này làm thế kia đúng không mình ạ? Thế thì vất vả nhỉ, thì chúng ta sẽ nói là taihen desu ne. Taihen desu ne. Taihen desu ne. Ngược lại của tai hên là hên tai đúng không? Hên tai là gì các bạn có biết không ạ? Ano hito wa hên tai desu ne. Hên tai là hên tai. Biến thái đúng không ạ? Biến thái nhỉ? Hên tai desu ne. Thằng đó dạy từ thằng đó là ai tsu, nghe chưa? Ai tsu. Ai tsu là thằng đó. Thằng đó biến thái nhỉ thì nó như là nhỉ? Ai tsu wa hên tai desu ne. Ai tsu wa hên tai desu ne. Ok. Hay là gì nhỉ? Khi mà mình muốn xác nhận tên người á, ví dụ khi mà trong giới thiệu đúng không? Ví dụ là em tên là Nghĩa, mình không nghe rõ. Chưa nghe rõ thì chúng ta là Gia-san desu ne. Anh là Nghĩa nhỉ. Thế thôi. Thế này đơn giản như vậy. Đáng nào. Ok. Bye bye. Truy cập ngay website dungmori.com để tham gia khóa học tiếng Nhật online N5 hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu.